Năm phẩm phước môn. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem tâm thanh tịnh, cung kính tin thọ, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quan sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh thế gian không hoại diệt, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và trang nghiêm bằng các báu, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, lại suy nghĩ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thành tựu công đức thù thắng rộng lớn rất khó được, không nên vứt bỏ, phải tự giữ gìn cúng dường cung kính, tư duy đọc tụng. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, hay đem cho người khác thọ trì truyền bá rộng rãi, thì trong hai nhóm phước này phước nào nhiều hơn? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Ta nay hỏi lại ông, tùy ý ông đáp. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào theo người thỉnh được xá lợi của Phật, đựng trong hộp báu để nơi thanh tịnh, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, hoặc có thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào theo người thỉnh được xá lợi của Phật, đem chia cho người khác trường hạt cải, khiến cho người đó cung kính thọ nhận, đem để chỗ thanh tịnh đúng pháp, lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen, ý ông thế nào trong hai nhóm phước này, phước người nào hơn? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu nghĩa Phật đã nói, trong hai nhóm phước này, phước người sau nhiều hơn. Bấy giờ Phật khen trời Đế Thích: Hay thay, hay thay, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu tự mình thọ trì cúng dường cung kính, hoặc chỉ cho người khác truyền bá rộng rãi, trong hai nhóm phước này phước người sau nhiều hơn. Vì sao? Vì nhờ truyền cho người khác nên vô lượng vô số hữu tình được lợi ích an lạc. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này nói được nghĩa lý sâu xa như thật, vì người khác phân biệt giảng nói làm cho họ hiểu được đúng đắn, người này được nhiều phước, lại còn truyền bá thí pháp cho người khác, thì công đức càng nhiều gấp trăm ngàn lần, phải kính pháp sư này cũng như kính thờ Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào biên chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết đó là pháp khí trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính, tự mình đi đến chỗ khác truyền bá bố thí pháp cho người khác, khuyên họ siêng năng đọc tụng, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được phước đức vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình ở châu thiện bộ, làm cho chúng được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó nhờ nhân duyên này được phước có nhiều không? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem tâm thanh tịnh, cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biên chép phân phát, lại giảng nói cho người khác đối với nghĩa lý sâu xa, làm cho họ không còn nghi ngờ, khuyên bảo chỉ dạy các loài hữu tình. Các ngươi nên siêng năng tu chân đạo Bồ Tát, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu có thể siêng năng tu học đạo này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt vô biên loài hữu tình, chứng được thật tế, đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được rất nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loài hữu tình của châu thiện bộ. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình trong 4 đại châu đều được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, thì ý ông thế nào? Cho đến nói rộng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loài hữu tình trong 4 đại châu lại. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa loài hữu tình cõi tiểu thiên được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Cho đến nói rộng.
Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loại hữu tình của cõi tiểu thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình cõi trung thiên đều được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, cho đến nói rộng hơn, ý ông thế nào? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loại hữu tình cõi trung thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình cõi đại thiên đều được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, cho đến nói rộng hơn, ý ông thế nào? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loại hữu tình cõi đại thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình nhiều như hằng hà xa thế giới khắp 10 phương đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó do nhân duyên này được phước nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà, biên chép phân pháp giảng nói cho người khác đối với nghĩa lý sâu xa không còn nghi ngờ, dạy bảo giáo giới các loài hữu tình, các ngươi nên siêng năng tu chân đạo bồ tát, đó gọi là bát nhã ba la mật đa. Nếu siêng năng tinh tấn tu học đạo này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu vớt vô biên các loài hữu tình, chứng được thật tế đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được rất nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình ở châu thiện bộ đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 loại thần thông, ý ông thế nào? Thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó do nhân duyên này được phước đức nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên biên chép lại giảng nói cho người khác để họ hết nghi ngờ nghĩa lý sâu xa, dạy bảo giáo giới các hữu tình, các người nên siêng năng tu chân đạo bồ tát, đó là bát nhã ba la mật đa. Nếu có thể siêng năng tu học đạo này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cứu vớt vô biên các loài hữu tình, chứng được thật tế đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước đức của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình ở châu thiện bộ lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình trong 4 đại châu đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cho đến nói rộng, thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình trong 4 đại châu lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình trong cõi tiểu thiên đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cho đến nói rộng, thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loại hữu tình cõi tiểu thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loại hữu tình cõi trung thiên, làm cho an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cho đến nói rộng, thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình cõi trung thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình cõi đại thiên đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cho đến nói rộng, thì ý ông hiểu sao? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thôi hãy gác việc các loài hữu tình cõi đại thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình nhiều như hằng hà xa thế giới khắp 10 phương đều được an trụ 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cho đến nói rộng, thì ý ông hiểu sao? Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này do nhân duyên ấy được phước có nhiều không? Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch Thiện Thệ rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đem tâm thanh tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, biên chép phân pháp lại giảng nói cho người khác để họ không còn nghi ngờ nghĩa lý sâu xa, dạy bảo giáo giới các hữu tình,
Các ngươi nên siêng năng tu chân đạo Bồ Tát, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu có thể siêng năng tu học được đạo này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt vô biên các loài hữu tình. Chứng được thật tế, đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước đức của các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này đạt được nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, được phước nhiều hơn phước người giáo hóa, dẫn dắt rộng rãi các loài hữu tình trong châu thiện bộ, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh tự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cũng hơn phước giáo hóa loài hữu tình trong 4 đại châu, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình trong cõi tiểu thiên, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình trong một trung thiên thế giới, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông, cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình trong cõi đại thiên, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Cũng hơn phước giáo hóa dẫn dắt các loài hữu tình khắp 10 phương hằng hà ra thế giới, đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 phép thần thông. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem vô lượng pháp môn, vì người khác diễn nói, giảng thuyết trì bày, giải thích rõ ràng, phân biệt nghĩa lý, làm cho họ dễ hiểu, thì sẽ được phước nhiều hơn tự mình lắng nghe thọ chỉ đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đạt được công đức vô lượng gấp bội. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, tự mình đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, đem vô lượng môn vì người khác tuyên thuyết rộng rãi, giảng giải, trì bày, giải thích, phân biệt nghĩa lý rõ ràng, làm cho họ dễ hiểu. Người này được phước nhiều hơn phước trước, vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép trang nghiêm thọ trì đọc tụng, lại có các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân khác, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép trang nghiêm phân phát cho hữu tình, người này đạt được phước nhiều hơn phước người trước, vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biên chép trang nghiêm, truyền bá cho các loài hữu tình, lại có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, biết hoàn toàn về nghĩa lý, thường dùng nhiều văn nghĩa thâm diệu giảng nói cho người khác, thì người này được phước nhiều hơn phước người trước, vô lượng, vô biên. Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, cũng phải dùng văn nghĩa thâm diệu để diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho người khác nghe hay sao? Phật dạy, này Kiều Thi Ca, đúng vậy, đúng vậy, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, có thể dùng các thứ văn nghĩa thâm diệu vì người khác diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, thì được vô biên đại công đức. Trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, nên vì giảng thuyết nghĩa lý sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa này cho các loài hữu tình nào? Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích, nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào không biết nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nên giảng thuyết nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân ấy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì đời sau có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nghe người khác giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm liền mê lầm, thối thất giữa đường. Khi ấy, trời Đế Thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà gọi là giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích,
Ở đời sau có các bí xô không thể chuyên tu thân giới, tâm tuệ, trí tuệ thấp kém, cũng như trâu dê, dù họ muốn giảng thuyết chân thật Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các loài hữu tình nhưng lại điên đảo nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế nào là bí xô điên đảo giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa? Nghĩa là bí xô kia vì người phát tâm vô thượng bồ đề mà nói sắc hoại nên gọi là vô thường, nói thọ tưởng hành thức hoại nên gọi là vô thường. Lại nói như vậy, nếu hành như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, như vậy gọi là điên đảo tuyên nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, không nên vì sắc hoại mà quán sắc là vô thường, không nên vì thọ tưởng hành thức hoại mà quán thọ tưởng hành thức là vô thường. Nếu quán sắc cho đến thức là vô thường như vậy, nên biết người kia đã hành tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giảng thuyết bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa cho người phát tâm vô thượng bồ đề nói lời như vậy. Thiện nam tử, đến đây, ta sẽ dạy ông tu học bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu y theo lời ta dạy mà tu học, sẽ mau được an trụ từ sơ địa cho đến thập địa Bồ Tát, sẽ được vô lượng các Phật Pháp khác, mau nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, vượt hơn các địa vị thanh văn độc giác. Này Kiều Thi Ca, những người kia đem hữu tướng và hữu sở đắc mà làm phương tiện, nương thời phần tưởng dạy tu bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó gọi là điên đảo giảng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, bảo người có chủng tánh Bồ Tát, nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, sẽ được vô biên công đức thủ thắng. Này Kiều Thi Ca, người kia đem hữu tướng và hữu sở đắc làm phương tiện nói lời như vậy, đó gọi là điên đảo nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này, bảo người có chủng tánh Bồ Tát, các ông đối với chư Phật Thế Tôn ở đời quá khứ, vị lai hiện tại, từ lúc mới phát tâm cho đến rốt ráo, có bao nhiêu căn lành đều nên tùy hỷ nhóm hợp tất cả, vì các hữu tình hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, người kia đem hữu tình và hữu sở đắc làm phương tiện nói lời như vậy gọi là điên đảo nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào đem vô sở đắc làm phương tiện vì các hữu tình giảng thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chân thật không điên đảo thì đạt được phước vô lượng vô biên hay làm lợi ích an vui cho loài hữu tình. Hết quyển thứ 541.